Ai, trời ơi là trời, không biết là mình sẽ phải bị nhốt ở bên dưới đây đến bao giờ nữa đây. Đã gần một tuần rồi mà còn chưa có ai phát hiện ra mình nữa. Mấy bạn ơi, từ khi mà mình bị thu nhỏ biến thành tí hon và sau đó mình bị rơi xuống cái hố này thì chưa có ai trong Hero Team phát hiện ra mình hết các bạn ơi. Mình bị nhốt ở đây gần một tuần luôn rồi đó. Mình đói bụng lắm nhưng mà có mỗi cái đùi gà mình không dám ăn, bởi vì mình sợ mình ăn là nó sẽ hết, là mình sẽ không còn đồ ăn nữa. Đói bụng quá. À mà quên nữa, còn bạn nào mà chưa biết lý do vì sao mà mình bị biến thành tí hon á thì bạn hãy nhớ vào trong kênh của mình để xem nha. Mình sẽ để link video đó ở bên dưới phần bình luận cho các bạn xem nha. Mà mình còn có nhờ một số bạn fan gọi là qua bên kênh của Sammy comment và bình luận ở bên kênh của Sammy rằng là mình đã bị té xuống cái hố kế bên nhà để cho Sammy cứu mình. Mà không biết Sammy có đọc được ông ta mà sao gọi là hơn một tuần rồi chưa thấy ai đến cứu mình nữa. Ôi, đói bụng quá. Thôi chắc bây giờ mình phải đánh liều anh em ơi, còn có một cái đùi gà nhưng mà đói quá giờ biết sao. Mấy bạn ơi, chúng ta có nên ăn nó không ta? Nếu như mà ăn thì mình sẽ hết đồ ăn luôn á. Nhưng mà bây giờ mình đói quá, mình sắp chết rồi nè. Chắc phải ăn thôi. Phải ăn thôi. Chứ bây giờ mình mà không ăn á thì biết khi nào mới có người đến đây cứu mình, thì mình sẽ bị chết đói mất. Mình phải ăn thôi. Ăn ăn ăn. Năm 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 năm. À trời ơi, ngon quá. Tính ra cũng ngon ghê các bạn. No bụng rồi. Khoan khoan. Khoan, từ từ. Mấy bạn ơi. Tại sao mà mình vừa ăn cái đùi gà xong mình cảm giác trong người của mình nó nóng nóng mấy bạn ơi. Sao mà mặt đất rung chuyển tùm lum tùm la vậy? Ủa khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nóng quá. Trời ơi nóng quá. Trời ơi may quá, cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi. Ủa mà khoan, chỗ này là chỗ nào? Ủa cái này là làng Hero Team của mình mà, tại sao mình lại ở đây? Ủa mình lên được mặt đất rồi hả? Ủa mà khoan, rõ ràng hồi nãy là mình còn đang ở bên dưới cái hố mà ta, sao bây giờ mình lại ở đây? Chắc cái này là ảo giác rồi. Ủa khoan, cũng không đúng. Có khi nào cái này là thật không ta? Mấy bạn ơi, vậy là mình lên được mặt đất rồi. Sướng quá vậy. Ủa mà khoan, hình như cũng không đúng nha, hình như là có cái gì đó sai sai các bạn ơi. Tại sao mà mình cảm giác hình như cái đầu của mình nó hơi bự thì phải, cái người của mình cũng hơi bự, cái tay cái chân của mình cũng hơi bự thì phải ta? Ồ, để xem lại coi. Ủa sao mình lại to hơn cái nhà của anh Dịch vậy? To hơn luôn cái nhà của mình luôn nè. Trời ơi, cái đài phun nước mà mình còn cao bằng nó luôn mày ơi. Mà khoan, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là mình bị biến thành người khổng lồ hả trời? Trời ơi trời, mới hồi nãy còn là người tí hon, tự nhiên ăn cái đùi gà xong tiện biến thành người khổng lồ luôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ủa mà chuyện gì xảy ra vậy? Chết rồi, có khi nào mình ăn cái đùi gà xong nó bị phản tác dụng, sao đâu mình bị từ tí hon mình biến thành khổng lồ không ta? Không xong rồi, không xong rồi. Trời ơi, kiểu này ha, mình bị biến thành khổng lồ thế này nè thì người dân trong làng Hero Team sẽ tưởng mình là quái vật và người ta sẽ tiêu diệt mình mất. Công an đến đây sẽ bắt mình luôn á. Mình phải chạy trốn, mình phải chạy trốn thôi. Chạy trốn, chạy trốn. À mà khoan, biết giờ biết chạy trốn chỗ đâu bây giờ? À đúng rồi, còn Sammy mà. Để mình kêu Sammy, mình kêu Sammy. Sammy ơi, ra đây cứu tôi với. Sammy ơi, Sam ơi. Trời ơi, bà đâu rồi? Ra đây cứu tôi đi, tôi không còn ai ngoài bà đâu. Sam ơi. Trời đất ơi, cái gì mà ai kêu lối ôm sòm, người ta đang ngủ mà. Trời ơi, đất ơi. Sam ơi, trời. Sam ơi, tôi bên đây nè, tôi bên đây nè. Sam ơi, qua bên đây cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Trời đất ơi. Trời đất ơi, ai điêu khắc ông tượng ông Phong Cần Thơ dữ vậy? Trời đẹp dữ nè. Trời tượng cái gì mà tượng tôi nè bà nội. Ủa sao cái tượng này biết nói chuyện vậy? Tượng cái gì mà tượng, tôi đã nói tôi không phải là tượng mà tôi là người thật. Tôi là người thật, bà hiểu không hả? Ông là Phong Cận hả? Đúng, đúng rồi, tôi là Phong Cận nè. Tôi là bạn trai đẹp trai nhất hành tinh của bà đây. Mày bị điên à? Trời đất ơi, sao một ngày không gặp mặt ông mà sao bây giờ ông béo béo ghê dữ vậy? Trời đất ơi, khủng lồ luôn nè. Trời ơi trời, cái bà đây béo gì mà béo. Tôi đang bị lời nguyền biến thành to khổng lồ thì có, chứ tôi đâu phải bị béo phì đâu. Trời đất ơi, cái gì mà to to gần bằng cái game mình hâu luôn. Trời, tôi cũng có biết đâu. Hôm bữa tôi bị biến thành tí hon, xong bây giờ tự nhiên tôi ăn mấy thịt gà xong tôi bị biến thành khổng lồ luôn. Mà tôi cũng không biết làm cách nào để tôi trở lại bình thường nữa. Bây giờ ha, bà mà không giúp tôi á, là tôi đứng ở đây một hồi á, là công an người ta đến đây người ta tưởng tôi là quái vật, người ta sẽ bắt tôi và người ta sẽ đem tôi vô trong tù, người ta sẽ nhốt trong tù á. Cảm ơn, cứu tôi đi sao. Ông nghĩ đi, ông nghĩ xem ai mà bắt được ông. Ông đạp người ta bẹp dí luôn á trời. Mà còn tù nào chữa được ông đâu.
Tao không biết gì hết trơn á. Công an người ta là có súng bà hiểu không? Người ta móc súng ra ta bắn vô cái chân tôi là chân tôi nổi ghẻ luôn á. Mặc dù cái chân tôi bự hẹp nhưng mà cái súng người ta bắn là tôi bị chảy máu hiểu không? À thế à. Trời đất ơi, rồi bây giờ sao ta? Ủa ông ăn cái miệng biến to dữ vậy? Ông nhớ lại coi. Để tôi dùng cái chỉ đạo ông đi. Tôi không nhớ nữa, nhưng mà hình như là hôm đó là cách đây một tuần là tôi qua bên nhà của bà phù thủy á, cái tôi thấy một cái nồi súp. Thế tôi ăn cái nồi súp á xong cái tự nhiên tôi bị biến vậy luôn nè. Mày bị điên à? Trời đất ơi, cái tật ăn đâu bà đỏ, ăn đâu bà đỏ. Bây giờ thấy chưa, tôi biết rồi, chắc chắn là do cái nồi súp là có vấn đề chắc chắn luôn. Đó. Ủa? Bây giờ ông đứng đây ông đợi tôi nha. Ủa vậy có nghĩa là bà phù thủy bà yểm bùa vô cái nồi súp á hả? Quá chuẩn luôn. Ừ sao nữa, ông nghĩ sao vậy? Đó, ông chắc chắn là cái bà phù thủy biết ông tới ăn cắp nên thế nào bà yểm bùa bà chắc luôn. Trời ơi trời, tôi ăn có một miếng súp thôi mà bà nở lòng nào bà biến tôi thành tí hon, xong bây giờ bà biến tôi thành khổng lồ nữa. Thôi được rồi, bây giờ nè Sam, tôi chỉ nè, ở trong con heo đất trên phòng tôi còn có 15.000 tôi tiết kiệm được á. Bà đập con heo đất đó bà mang qua bà đưa cho bà kêu rằng là tôi xin lỗi đi, làm ơn biến tôi lại bình thường đi bà. Trời đất ơi, 15.000 quông to quá hen. 15.000 lận, 15.000 hai ngày ăn sáng của tôi lận chứ phải ít đâu. Trời đất ơi, thôi để tôi lấy 15.000 tôi đi mua ít đồ để tôi biếu bà, để có gì tôi gọi là tôi xin thuốc dạy được chưa? Đúng rồi, nhanh đi. Nha. Làm ơn đi. Trời ơi. Trời ơi trời, may quá cuối cùng cũng có Sammy giúp mình đó bạn ơi. Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây, mình còn đứng ở đây, mình đứng ở đây thì lỡ đâu mà công an đến bắt mình sao ta? Hay mình nhảy xuống đây mình trốn ta? Đứng đây được không? Ủa cũng không được, cái vòi phun nước này nó nhỏ xíu à, mình nó không có che mình được. Hay mình chui nhà Timmy ta? Không được luôn, nhà Timmy nhỏ xíu à, làm sao mình chui vừa ta? Hay là nhà anh Dịch nhỉ? Ui cái gì dưới chân mình vậy? Ui té ai da, trời ơi đau quá. Trời dắp cục đá té đâu dễ sợ. Oh my god, trời ơi té con cái thôi mà mình đập cái đầu mình vô cái nhà của anh Dịch, cái nhà anh Dịch bể nát luôn rồi. Rồi xong luôn mấy bạn ơi. Ủa vậy tính ra cái này có phải lỗi của mình không ta? Cái này mình đâu cố ý đâu, mình chỉ vô tình mình té con cái rồi mình đập đầu chúng thôi mà. Cái này chắc không phải lỗi của mình đâu ha. Đừng nghe. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì bên kia? Ủa tôi nghi vấn có một kẻ đang cố tình phá hoại làng, xin hãy đứng yên nếu không ta bắn. Ủa anh là ai vậy? Xin được trân trọng giới thiệu với người, ta là công an bảo vệ trật tự khu phố này. Trời. Ta thấy ngươi đang có gọi là nghi phạm, gọi là đang gọi là phá nhà. Tội này rất là nặng luôn nha. Nếu mà phá nhà hả, chắc là phải ngồi tù rồi. Anh công an ơi, em đâu cố ý đâu, cái này á là do là em này nè, do cái bóng đèn này nè, em bị dắt trúng cái bóng đèn, cái em té xong em mới đập đầu trúng cái nhà này, xong cái nhà anh mới bể chứ không phải tại em đâu anh. Có chứng cứ không, có video quay lại không? Ủa tôi mới tin. Ủa gì kỳ vậy, chẳng lẽ lúc mà em té em móc cái điện thoại ra em chụp ảnh lại cảnh em té? Trời anh nói gì kỳ vậy, cái này là em té thiệt, em vô tình thôi à, chứ em đâu cố ý đâu. Không có bằng chứng mà dám nói láo hả? Tội này chắc chắn là vừa nói láo mà còn ngoài vừa làm phá nhà. Tội này phải nặng nè. Bây giờ cho cậu có hai lựa chọn, là cậu đi tù, hai là cậu sẽ không bao giờ được ăn gà rán xúc xích pi pi kêu bò nướng nữa. Trời. Ủa gì kỳ vậy? Ủa tính ra có một cái gì mà tự nhiên bắt đi tù, một là đi tù, hai là mãi mãi không bao giờ được ăn thịt nướng, không được ăn KFC gà nướng là sao? Ủa ở đâu ra cái luật kỳ vậy? Đó là luật của công an chúng tôi. Bây giờ cậu chọn đi, một là đi tù, hai là cậu sẽ không bao giờ được ăn những món cậu yêu thích nữa. Chọn đây để không ta bắn. Ủa bèn bèn bèn. Cái gì kỳ vậy? Ủa tính ra nha, một á là ở tù, hai là bị phạt tiền phải sửa chữa lại nhà cho anh Dịch thì nghe còn được. Cái gì đâu mà một là ở tù, hai là bị phạt không được ăn những món ăn mà mình yêu thích nữa. Cái gì đâu mà kỳ vậy? Cái này là bất công, tôi phản đối. Ngươi dám phản đối công an à? Lại thêm một tội danh, không gọi là không thực hiện đúng quy trình. Đáng bị phạt. Gì mà ta không thực hiện đúng quy trình? Cái tội đó người ta gọi là người ta gọi là không thi hành công vụ của công an gì đó hiểu không? Còn công an đâu mà không biết luật gì hết vậy? Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Ủa? Ngươi dám chê ta không biết luật à? Bây giờ ngươi muốn gì ta bắn bây giờ? Bèn. Có khi nào đây là công an giả không ta? Ta nhìn thấy ngươi lạ lắm, ta chưa thấy ngươi trong làng Hero Team ta bao giờ hết. Ngươi công an giả đúng không? Thì ra mày chọn cái chết. Nghĩ sao tao công an giả hả? Nhìn đây, công an giả nè. Ôi, giả nè, giờ sao?
Ôi, trời ơi, cái gì? Trời ơi, công an mà xài đại bác luôn. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Công an thì ta đã được gọi là sở hữu những chiếc đại bác này để trừng trị những tên gọi là cứng đầu như ngươi, hiểu chưa? Hả? Không hiểu. Trời ơi, trời, công an mà xài đại bác còn quýnh 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 người dân nữa. Cái này là công an giỡn rồi, tôi la lên đó nha. Anh công an ơi, tha em được không? Trời cười ơi, gì? Ủa anh công an cười gì vậy? Không nghe đúng không ạ? Nghe hả? Giọng tôi bật không ra luôn à trời. Thật. Ủa? Luôn. Ủa? Cái giọng này nghe quen quen nha. Ủa bạn là ai? Nhầm, anh công an là ai vậy mà nghe giọng anh quen quá vậy? Thật ra anh công an đó chính là Tèn. Trời. Hello. Trời ơi là trời, cái bà xăm mí này, bà rảnh quá ha. Tính ra là bà còn giả làm công an bà hù tôi nữa. Trời, sợ quá. Tôi cứ tưởng tôi bị bắt ở tù không rồi chứ. Mà tôi nhìn cái nhà của ông Dịch là tôi hơi bị mệt rồi đó phải không? Ông làm gì mà ghê dữ vậy? Cái nhà ông Dịch là tôi lỡ tôi té chúng chứ ai muốn đâu. Thôi yên tâm đi, tí nữa tôi về tôi đập heo đất tôi lấy 15.000 tôi sửa nhà chổng cho yên tâm. Trời ơi, là 15.000 ông khô quá ha. Khổ ơi. Nhưng mà khoan, bà có xin bà phù thủy được thuốc giải với tôi chưa? Có rồi, làm với tôi là làm hết nhiệm vụ đừng có lo. Rồi bây giờ về đây tôi chỉ thuốc trong muỗng nè, được chưa? Ơi chị, giờ về sao tôi có chui được cái nhà đâu. Bà làm ơn bà chạy vô nhà bà chế thuốc bà đem đi hộ tôi cái. Bây giờ ông mà đứng gần cái nhà chắc nát y chang ông Dịch coi. Tôi sợ ông đứng. Ông đứng nghe cho tôi, đứng nghe tôi nha, đứng nghe tới nhà nha. Tôi trời. Mà chạy đến cái nhà lỡ tôi té trúng cái nhà cái bởi cái nhà luôn á. Ủa mấy bạn ơi, cuối cùng cũng có thuốc giải rồi. Mình sắp trở lại bình thường rồi. Yeah. Hay trời ơi, mừng quá. Ủa xong rồi hả? Đây. Đó, xong tôi sắp rồi nè. Đó. Đâu đưa đây. Đưa hả? Sao đây? Bây giờ đưa sao? Bây giờ ông cao quá sao tôi đưa đây? Hả? Bà leo trên nóc nhà sao bà chọi vô trong miệng tôi hả? Đó ơi, có dễ sợ à. Bây giờ tôi chỉ ra, bây giờ bà leo nóc nhà thấy không? Xong tôi hả miệng ra xong bà chọi cái thuốc cái gì ta cái thuốc giải vô trong miệng tôi là tôi sẽ trở lại bình thường ngay, tôi uống được liền hiểu không? Hiểu không? Ủa được luôn hả? Rồi, ok tôi lên nhà rồi. Ủa mà sao lên đây? Tôi biết leo đâu. Này à. Bà đứng ở chỗ đó được rồi. Bây giờ bà chọi lên tôi ăn nè, tôi hả miệng ra nè. Chuẩn bị. Ok. Cái mặt tôi đẹp trai gì mà kêu ghê gì, bà này kỳ quá. Trời ơi. Lại nè. Bự thua luôn quá. Rồi, 1 nè, 2, 3 ăn. À, nhầm. Ủa khoan, lụm được rồi nè, ăn nè. Nhầm. Ủa đâu rồi ta? Ủa. Đâu rồi? Ê Sam. Sam ơi. Tôi dưới này nè. Tôi trở lại bình thường rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng trở lại được bình thường rồi. Ôi cơ thể của mình, ôi cơ thể body 6 múi của tôi, cuối cùng tôi cũng đã trở lại được như bình thường rồi. Trời ơi mừng quá. Trời ơi là trời ơi. Nhưng mà khoan, còn cái nhà ông Dịch tính sao đây trời? Cái này tôi không biết nha. Bye nha, see you again nha. Bye. Quay Sam ơi, bà phải phụ tôi gọi là kiếm tiền xây lại nhà cho anh Dịch chứ. Hay là bây giờ mình bán nhà của mình xây nhà cho anh Dịch đi. Tôi đi đây. Ê Sam. Trời, cái bà này. Trời ơi trời. Thôi không sao mấy bạn ơi, tí nữa mình về nhà mình đập heo đất mình lấy 15.000 mình sửa nhà cho anh Dịch cũng được, không sao. Ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã trở lại bình thường rồi. Rất cảm ơn những bạn nào mà trong thời gian qua đã qua bên kênh của Sammy và cơm mình kêu Sammy đến đây cứu mình nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Có rất nhiều bạn gọi là mình thấy gọi là rất là thương mình luôn, qua bên kênh của Sam cơm mình là chị Sam ơi, anh Phong đang bị té xuống cái hố kìa, chị qua cứu anh Phong đi các kiểu. Mình thấy có rất là nhiều bạn thương mình luôn, bởi cho nên mình cảm ơn mấy bạn, những bạn nào đã cơm mình rất là nhiều luôn nha. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này đừng quên lại để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và anh em nhớ cái bài học trong video này là không phải là mấy bạn thấy cái gì mấy bạn cũng lấy mấy bạn ăn được đâu nha. Mấy bạn phải cần phải tìm hiểu coi món ăn đó là có còn ăn được hay không, hoặc là mấy bạn phải tìm hiểu coi đồ ăn của ai, mấy bạn phải xin phép thì mấy bạn mới được ăn nha, chứ không phải là cứ thấy đồ ăn ở đâu là lấy ra ăn giống như Phong nha, thôi là bị trúng độc giống như Phong á. Trời ơi trời. Hay. Ok, và trước khi kết thúc video này các bạn đừng quên lại để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha bạn nha. Và cũng đừng quên hãy bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Mình bỏ trốn đây, nhà anh Dịch 15.000 xây không đủ đâu. Ok, bye bye mọi người, thôi mình giỡn đó. Bye bye, yêu anh em phải nồi.